Rồi, xin chào các bác nhé. Chào các bác đã quay trở lại kênh của em. Thì hôm nay em test cho các bác cái máy ép hoa quả trái cây của Nhật, một cái là của Panasonic và một cái là của Sharp nhé. Đó, đây này, các bác nhìn. Đó, cái này của Sharp. Nhưng mà cái này nó là dòng ép chậm cơ, chứ không phải là dòng ép nhanh. Thì hai cái này để em cho các bác biết là nó khác nhau như thế nào. Thì giá tiền nó khác nhau gấp 3 lần cơ. Nó chẳng hạn như cái máy này nó tầm 1,2 triệu thôi, nó bảo là Panasonic, nhưng còn cái máy này ấy, nó thì nó tận 3,5 triệu cơ. Đó. Nó dòng ép chậm, công suất của nó thì nó chỉ 150W thôi, vòng tua nó thì thường thường khoảng 35 đến 45 vòng phút. Đó, thì dòng nhưng đa số nó ở tầm đó. Còn cái máy này thì rất là nhanh, tại vì nó quay được ép bằng ly tâm. Đó, nó công suất là 210W. Đó. 210W này, Panasonic này. Con này thì vòng tua nó rất là cao. Nó chạy vào động cơ trổ than mà, tất nhiên là vòng tua nó cao rồi. Đó, thì đây em sẽ test cho các bác nhé, cho bác coi nó sẽ rõ hơn. Đó. Thì đây em đã test, đây này. Đó, thì cho các bác cái nhìn chung là bác nào thấy nó phù hợp với cả cái nhu cầu của mình thì các bác mua cái máy dòng đó. Tại vì có những cái thì nó giá tiền nó cao, giá thành nó cao thì các bác có thể đây này, hai đĩa cam này thì em đã thử hết rồi, đó là hai quả như nhau hết, thì em sẽ cho một cái máy ép chậm và một cái ép nhanh xem cái nào nó nhiều nước hơn. Đó. Thì các bác biết rồi, cái máy ép chậm thì là cái độ mà tách nước của nó thì nó sẽ nâu hơn, còn cái máy ép nhanh thì nó sẽ nhanh hơn. Đó. Thì em cũng nói thẳng luôn, tại vì nó phù hợp với từng người mà, đâu phải ai cũng có nhu cầu giá tiền để sử dụng những cái máy ép chậm đâu. Đó. Nên là vẫn có những loại máy nọ máy kia. Rồi, hết nước rồi. Thì cái dòng ép nhanh này các bác phải lưu ý nhá, lưu ý cho một điều, cái máy ép của Panasonic này hoặc là Lotus nó cũng giống nhau thôi, thì là lúc mà bác ép phải tính nó vừa vừa đủ thôi, đừng ép nhiều quá các bác phải bỏ bã ra nhá, tại vì bã nó sẽ lúc nó đầy lên này. Em chỉ các bác để tránh trường hợp mà làm hư cái máy. Rồi, các bác thấy đúng không, đây này, đó đây này, cái phần này, này nó nhô lên này. Nếu mà các bác ép nhiều trái cây quá nó sẽ độn lên, đơ cao lên, lúc nó chạy nó sẽ sát vào đây. Đó, nó làm xước cái mặt này thì nó sẽ bị mòn, xước cái mặt này mà nó thứ hai bị mòn cái này nó sẽ bị hư ấy. Đó, thì các bác lưu ý là ép vừa thôi, ép một cốc chẳng hạn, chứ đừng có ép nhiều quá, như ép cho nhiều người uống quá đó, chẳng hạn như vậy ấy, thì nó sẽ độn lên. Các bác không để ý là cái cấu ép là nó quay cái vòng này nó nhẵn hết cái phần mặt bên trên này nhá. Đó. Thì cái đây này, cái ép của máy ép ly tâm tốc độ nhanh ấy, thì nó sẽ vẫn ướt nhé, bã nó vẫn ướt. Đó, đấy là cái đặc điểm khác nhau. Thì giá tiền nó rẻ hơn mà, đó thì nó chỉ có 1,2 triệu thôi. Thì bây giờ em sẽ test cái máy ép chậm cho các bác thực tế nhá.
Đó, đây là cái của sáp này. Ghép chậm thì công suất của nó thì nó cái này sản xuất tại Korea, Hàn Quốc nhá, 2015 ạ. Em rửa sơ đi này. Cho các bác nó có cái nhìn nó thêm không nhiều khi các bác bảo máy xong nó đắp tiền thế chẳng hạn thì em nói là khi nhu cầu của các bác sử dụng thì đây là nó sẽ có đây nó sẽ có một bên da nước này bác nhá đây nó là một bên da bã thì vẫn là một đĩa cam đó thôi đó đĩa cam như vậy. Rồi em sẽ thử cái máy chạy cho các bác nhé. Đây các bác nhìn thấy, bác nhìn thấy cái ly nước ép này không? Nó có tách nước ngay rồi nhá. Thì các em giới thiệu sơ cái này, thì cái này nó có công tắc của nó có hai chiều nhá. Dù cái chiều dưới nó lúc nào mà bị nghẹt đấy là các bác bấm thế này, đó là nó sẽ quay trở lại, bấm này nó sẽ chạy liên tục. Đây rồi em sẽ test thử này nhá. Thì em có nói rồi nó phù hợp với nhu cầu của từng người sử dụng nó chứ không không ai giống ai cả đó nên là giá cả sẽ khác nhau. Đây em sẽ thử máy chạy nhá. Đầu tiên là cái các bác cảm nhận đầu tiên là cái tiếng nó sẽ êm hơn tại vì nó ép chậm thì nó chạy bằng motor mà thì cái này nó dễ thôi các bác không cần phải đẩy xuống đâu thì cái này nó ép bằng bác thấy cái đây này đó bã nó sẽ ra một bên mà nước nó sẽ ra một bên nên các bác có thể ép bao nhiêu trái cây để tùy các bác muốn nó ép nhiều hay muốn ép ít là do của các bác thôi chẳng hạn các bác ép 1 ký 2 ký cũng được nhưng cái này thì các bác không như cái nhưng mà như cái dòng máy này thì các bác không thể ép nào một lúc nhiều như vậy được nó sẽ bị độn lên các bác phải thay rô thay ra vệ sinh nó bắt đầu mới ép tiếp được. Còn như cái này thì các bác có thể sử dụng liên tục được tại vì bã nó ra một bên và nước nó ra một bên đó nên là cái này nó, nếu mà các bác nào có điều kiện thì mua cái máy này còn nếu mà không có điều kiện nói chung là còn hạn chế hay là nhu cầu các bác chỉ cần những cái máy này thôi đó, nhanh đó thì các bác mua máy này và cái máy này thì các bác nói ép được tất cả loại rau củ quả hết các bác nhá đó rất là cà rốt cà diếp thì các bác cứ thả vô thì nó ép các bác rồi nó rất là nhanh và cái nước nó đây các bác này các bác nhìn thấy không đây là cái đây là tắt máy rồi thì cái này vệ sinh nó cũng cũng dễ thôi các bác tháo ra chỉ cần nhấc cái này ra thôi nó nhấc cái này ra cái là nó chỉ có 3 khúc thôi đó, nên là rất là dễ đó ê các bác biết bã của nó này đó, bã nó ra rồi nhá có cái này các bác đã xem máy ép chậm các bác đã biết rồi sử dụng nó biết rồi bác nhìn này, đây là 2 cốc của nó nhá thì em nói là nó khác nhau mặt tiền nó khác nhau hoàn toàn các bác nhá
Còn đây này các bác nhìn thấy không? Một cốc đây là của máy sáp này, đó là dòng ép chậm. Ép chậm nhá các bác lưu ý nhá. Còn đây là ép nhanh. Các bác nhìn thấy không? Nó khác nhau chưa? Khác nhau chưa? Đó, thì bởi vậy tiền nó khác nhau rất là nhiều, nên là nhiều bác em chỉ đưa lên cái giá đó, các bác bảo cho trời máy sao nó đắt tiền thế, cái máy kia có 1,2 triệu à, có 1 triệu à. Đó, như em nói các bác trong siêu thị ấy, có những cái máy đời mới 2000 đời điện 220V ấy, chỉ khoảng 1,2 triệu thôi, có rất là nhiều. Nhưng mà đấy là những cái máy bình thường rồi, còn những cái máy bác cứ hỏi đến Sharp, Panasonic hoặc là những cái máy nổi tiếng về dòng ép chậm hoặc là thương hiệu của Nhật thôi thì lúc nào nó tầm 4 triệu 7 đổ lên các bác nhá. Đó, 4 triệu 7 đổ lên. Đó, 4 triệu 7, 5 triệu mấy, 6 triệu, có cái mình mấy triệu cũng có. Thì nó tùy vào dòng. Đó, các bác nhìn thấy không? Đây là cái nhìn khác biệt đầu tiên nhá, các bác nhìn nhá. Đó, đây là cái khác biệt đầu tiên để các bác nhận biết rồi. Đó, nó khác nhau đúng không? Bác nhìn thấy cái này bên này đúng không? Nó vàng tươi luôn. Đúng cái màu cam da như sao nó ra vậy, còn cái này nó sẽ đã bị đổi màu rồi này. Và nó màu nó khác rồi nhỉ. Đó, thì các bác này cái này các bác xay ép ra đúng không? Các bác sử dụng luôn cho em nhé, sử dụng luôn. Còn bác để lâu ấy thì nó sẽ bị tách lớp ấy. Nó tách lớp thì nó thành tí nó còn trong vắt phần dưới này nữa cơ. Thì các bác uống các bác phải quấy lên. Còn như cái này ấy. Đó, còn như cái này nó khác nhá. Đó, nó màu nguyên màu vàng cam luôn. Đó. Thì nó sẽ bị lâu tách lớp, rất là lâu tách lớp nhá. Bác lưu ý cho em nhá. Cái này nó tách lớp ngay lập tức luôn rồi. Còn cái này thì nó vẫn còn nguyên. Đó, thì nó được điểm nó khác nhau như vậy. Nên là giá tiền khác nhau. Thì các bác là có nhu cầu thì sử dụng thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Thì đây là cái máy của Sharp nhá, sản xuất 2015, giá là 3,5 triệu. Đó, còn cái này nó 1,2 triệu thôi. Đó, xin chào các bác, em gọi lại các bác.